Trong đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, luôn là chữ hiểu biết, là chữ thương. Từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý, soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Cuộc sống đời không phụ mình, thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết, là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý, soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý, soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 2020 tại tổ đình Hộ Pháp, chúng ta tổ chức công tu một ngày cho tất cả những người khiếm thị khắp nơi nơi về đây. Từ hồi sáng giờ những đức ở bên cái phòng ngang chánh điện ngang qua nghe quý vị ở đây niệm Phật rất là giòn giả, niệm xuyên suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị biết rằng trong kinh Phật dạy chúng ta niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm Phật. Mà làm Phật để làm chi? Làm Phật mới hết khổ. Nên chúng ta nên hết sức cảm ơn trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ đã xây một ngôi dạ lam gì chúng ta có để tu học. Và chúng ta cảm ơn tất cả quý thầy đã tổ chức chương trình này cho chúng ta để được đi đến đây niệm Phật. Và chúng ta cảm ơn tất cả những vị trưởng đoàn và những người hỗ trì những chương trình này để mà chúng ta có thể ngồi đây để mà cùng chia sẻ pháp môn tịnh độ. Và nhân duyên mà được ngồi đông như vậy, quý vị coi với cái số lượng người khiếm thị. Hôm qua những đức coi cái lịch chương trình của chùa mình mà tất cả các tỉnh thành đó quý vị, hồi quá đông à, có nghĩa là tỉnh thành nào cũng có hết quý vị, rất là đông. Cà Mau gì cũng có hết, Sóc Trăng cũng có nữa. Rồi không ngờ một cái chương trình người khiếm thị mà ban đầu những đức tổ chức chương trình này, những đức nghĩ rằng là khoảng chừng được chừng 200 người khiếm thị một tháng hai tháng tổ chức một lần thôi. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay mà chương trình người khiếm thị chúng ta nó lên số lượng gần 1.500 người. Chương trình người khiếm thị rõ ràng là cái công đức niệm Phật và cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà nhân duyên, mà có nghĩa là người sáng mắt hay là người khiếm thị hay người tật nguyền gì, mà nơi nào mà hướng dẫn niệm Phật là nơi đó tự nhiên nó hội tụ con người lạ thường như vậy quý vị. Một con người mà không có duyên niệm Phật có duyên, một con người không có phước niệm Phật có phước, mà niệm Phật còn thành Phật mà. Thí dụ như giờ mình trồng cái hạt ớt thì chắc chắn là được cái quả ớt, mình trồng cái hạt cà là chắc chắn là cái quả cà. Vậy thì mình trồng cái nhân niệm Phật là chắc chắn là thành cái quả là Phật chứ gì, chắc chắn là như vậy. Còn nếu như mỗi ngày mà chúng ta mà trồng cái hạt giống là sân hận, vậy thì chắc chắn là cái quả báo là ở trong địa ngục. Nếu như chúng ta mỗi ngày trồng cái nhân là tham lam, tham lam là, nhớ quý vị phải biết nè, chúng ta nghèo nàn khổ đau là do cái nhân tham nó chiêu cảm theo mình đời đời kiếp kiếp. Nên chủ nhật mới đây nè, chùa mình tổ chức cộng tu ngày chủ nhật thường là đông lắm. Thì quý vị biết rằng là có những người ta đến đây ta tu, cái những người mà người ta có những cái tâm mà không phải vì người ta vô đây người ta thấy Phật tử mà để hớ cái gì cái là người ta móc túi. Thì bây hổm ngày chủ nhật những đức nói mấy câu về cái quả báo của cái lòng tham mà chiêu cảm cái nhân là nghèo nàn, mà mình đi lấy cái đồng tiền mà của người ta, mình ăn trộm ăn cắp của người ta mà mình tham của người ta, bây giờ mình đem tiền của này về để mình lo cho con cháu gia đình mình, thì quý vị nghĩ rằng là cái tham của mình là mình nghèo, mà bây giờ mình còn đem cái hạt giống tham này mà mình đi nuôi con nuôi cháu mình thì con cháu mình nó sẽ nghèo khổ cùng cực đến mức nào nữa. Mà mình nói đây là lời Phật dạy nha quý vị. Tự nhiên một chút làm sao có ba thằng này mà mỗi tuần chủ nhật là nó đi đến đây nó móc túi, tự nhiên nó qua nó gặp những đức. Những đức hỏi ba anh là ai mà thấy bằng áo chàng được ngon lành. Nó nói dạ thưa thầy, con là thằng móc túi. Ngon ghê không? Trời ơi, mày nói mày ngon quá. Mày bằng áo lam ngon lành mà sao mày là thằng móc túi là sao? Nó dạ con giả dạng.
con mặc áo lam con giả dạng nên người ta tưởng đâu con cũng đi tu, nên cái bà đó ngồi á, bà nghe thầy giảng bà cười quá trời cười, bà cười ngã nghiêng ngã ngửa, cuối cùng lọt tiền ra con móc tiền luôn. Ngồi ghế quên không để ý, ghê thiệt chứ, thì thấy không. Nên từ nơi đó mà rõ ràng là trong kinh Phật dạy mình nói, mình mới đột phá vào tâm người ta được. Nghĩa là mình nêu lên rằng là bây giờ đời này mình đã nghèo khổ rồi mà mình còn tham nữa, vậy thì đời sau mình càng cung cực khổ đau nữa. Phật nói rằng là bây giờ cho người ta cái gì là thù thắng nhất, cho Phật Pháp là thù thắng nhất. Nên Phật nói là Pháp thí thắng mọi thí. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ chúng ta khổ đau như vậy mà nếu chúng ta không nghe Phật Pháp thì giỏi lắm là chúng ta chỉ là bòn cái phước trong mạng còn tồn chữ một chút thôi. Thí dụ như chúng ta kiếm một miếng thức ăn, thức uống người ta tặng cho mình chút thôi, nhưng mà cái này làm sao giải quyết được cái khổ. Mà Phật nói muốn giải quyết được cái khổ là phải nghe Phật Pháp. Nên Đức Phật khi Ngài thành Phật là 49 năm của Ngài là làm việc gì? Là bố thí Pháp. Phải nhớ 49 năm của Đức Thế Tôn là bố thí Pháp, hoàn toàn làm cái trách nhiệm gì? Giáo dục. Mà Nhận Đức cũng thường nói rằng Nhận Đức cũng sanh trong một gia đình nghèo nàn vô cùng luôn. Mười mấy năm cho thành phố làm suy nghĩ cỡ nào cũng nghèo là nghèo. Vậy mà từ khi Nhận Đức nghe Phật Pháp rồi, Nhận Đức mới thoát cái nghèo. Mà thoát cái nghèo đây không phải là bây giờ mình giàu, mà là thoát cái nghèo trong tâm, thoát cái nghèo ích kỷ nhỏ mọn, thoát cái nghèo tham chấp của người ta. Thoát được cái đó nên tự nhiên cái tâm mình bây giờ, mình sống trong cảnh viên nào mình biết đủ trong cảnh viên đó, gọi là nghe Phật Pháp. Chúng ta hiểu rồi nên thoát được cái nghèo. Nhớ đó, hãy nghe Phật Pháp như vậy quý vị à. Nên chúng ta rất là biết ơn những người trưởng đoàn dẫn quý vị đi đến đây. Và quý vị là người đủ duyên phước nên chúng ta cùng đi chung đi đến đây. Có nghĩa là điều bên nào cũng có duyên phước nên mới kết hợp được một chuyến xe mà cùng đi đến đây niệm Phật. Mà số lượng đông người gì không đơn giản đâu quý vị à. Không đơn giản đâu. Từ nơi đó mà bây giờ chúng ta học tập là niệm Phật thành Phật. Mấy chục tập chúng ta học tập là niệm Phật bán nghèo, bán khổ, bán mặc cảm. Bán những cái thứ này là bán của thế gian thôi. Bây giờ đến lúc chúng ta phải học là niệm Phật thành Phật. Thành Phật mới là hết khổ. Phải nhớ, thành Phật mới hết khổ. Hôm qua có bà cụ này ở dưới Long An, bà lên đây, không phải Long An mà là ở ở gần Cần Thơ á, tới Cần Thơ đó, bà lên tới trên đây, 78 tuổi, bà cầm một chiếc máy nghe pháp này nè quý vị, cái chiếc máy V52 của Nhân Đức nè, chiếc máy này nè, bà nghe được gần 2 năm nay. Bà cụ Nhân Đức hỏi ai tặng bà, bà nói là có một vị thầy tự nhiên tặng chiếc máy này, và bà cầm bà nghe, bà già 78 tuổi, nghe Nhân Đức nói chuyện 2 năm nay cầm chiếc máy này. Bà cũng có một đứa cháu xuất gia, rồi bà quyết định là bà kêu con cháu của bà đưa bà lên đây hôm qua buổi sáng. Nhân Đức vừa ăn cơm xong, Nhân Đức tiếp bà cụ: con nghe thầy nói là bữa nay tổ chức chương trình người khiếm thị, con đi lên trên đây mà lên hôm qua, lên đây gặp thầy, một là nghe thầy nói chuyện gần 2 năm nay không biết mặt, lên cho biết mặt, lần này là lần cuối cùng. Nghe lần cuối, lên thấy mặt cuối cùng là chi? Là 78 tuổi rồi, lên đây lần này nữa chắc không có đi lên đây nữa. Lên cho biết mặt thôi, rồi ở nhà là chuyên nhất niệm Phật. Bà để dành được tiền 150 triệu, cầm lên đây cúng dường cho Tam Bảo, cho thầy bữa nay tổ chức chương trình người khiếm thị. Bà già 78 tuổi, Nhân Đức hỏi bà tiền đâu mà bà có nhiều dữ vậy? Bà nói rằng tiền ơn trên cho. Bà nói vậy đó. Thì bà có nói ngộ đi, tiền ơn trên cho. Nên bây giờ già rồi, mai mốt cũng không cầm tiền theo được đâu. Bây giờ nên làm phước đi cầm phước theo. Quý vị thấy không? Rõ ràng những lời này bà nghe mình nói, bà nói lại hết. Ôi mà bà hoan hỷ, đừng có nói. Bà nói là con ở nhà con thường kêu cháu con điện thoại đặt máy ở đây. Con ở nhà đó là mỗi lần mà con cho quà người nghèo là con kèm theo một chiếc máy. Tại vì con nghe thầy nói rất là đúng.
Con cũng không có nghèo, nhưng mà con vẫn khổ là vì con không nghe được Phật Pháp. Từ khi con nghe được Phật Pháp, con mới hết khổ, là hóa giải cái tâm con hết khổ. Nên con biết rằng muốn tặng Phật Pháp cho người ta là phải tặng quà rồi mới tặng Pháp. Bà già 78 tuổi mà bà nói chuyện hay gì đâu quý vị ơi. Trời ơi, cái tâm của bà nó buông xả lắm kìa. Nghĩa là khi mà mình nghe bà nói chuyện rồi mình nói công nhận thiệt. Cái người tu hành mà họ nghe đạo, họ hiểu rồi, họ biết hành trì quý vị. Bây giờ những đức nói với quý vị biết, dù là quý vị giàu có, quý vị đi làm từ thiện khắp nơi nơi, nhưng nếu quý vị không dạy người ta Phật Pháp, vậy thì con người này họ vẫn là kiếm ăn, rồi họ vẫn hư hỏng, họ vẫn làm sai, họ bắt hiếu với cha mẹ, vợ chồng bất hòa, nói chuyện lỗ mãng với nhau, không biết dạy con. Vậy thì cái việc quý vị tặng quà nó chỉ là phước hữu lậu. Còn nếu như quý vị kèm Phật Pháp vào cho người ta hiểu được, bây giờ đời này mình được thân người mà lục căn không đầy đủ, vậy thì bây giờ đời này mình phải chân thật mình niệm Phật, mà muốn hết khổ thì phải niệm Phật cầu sanh cực lạc, đi đứng nằm ngồi cứ chân thật mà niệm Phật. Vậy thì mình muốn hết khổ thì phải niệm Phật, mà người ta nghe được cái pháp môn tịnh độ này. Như hồi sáng những đứa gặp đứa bé nhỏ xíu khiếm thị, con nít nhỏ xíu xíu gì thôi nó đã mù hai con mắt. Nó đến gặp những đứa, nó nói thầy, thầy, thầy cho con cái máy nghe Pháp đi thầy. Lần trước thầy cho cái máy niệm Phật mà thầy chưa có cho cái máy nghe Pháp. Cứ nghe niệm Phật hoài mà hình như là niệm có vô, phải nghe Pháp rồi chắc là niệm mới vô. Thôi ơi, ngộ ghê thiệt á. Con nít mà niệm Phật mà nó cũng khôn lạ thường quý vị. Mà đúng thật sự, cái người mà niệm Phật tinh tấn là do nghe Pháp hiểu rồi mới niệm Phật tinh tấn. Còn cái người mà chưa nghe Pháp, chưa hiểu được tịnh độ, họ niệm Phật là tự nhiên họ nói sao, làm gì mà cứ ai với Đà Phật, ai với Đà Phật hoài. Thấy không? Nên những đức nói cho quý vị ngồi đây nghe nhớ nghe. Dù là quý vị dự chương trình này một lần đi chăng nữa, nhưng những đức khuyên tất cả những người sáng mắt và những người cặp mắt không được sáng và những người tật nguyền, nếu quý vị nghe được nhớ nè, khắp nơi nơi nghe nhớ nè. Quý vị bất cứ một hạng người giàu nghèo, đẹp xấu, tật nguyền, lùng lé hô hay súng đến cái cõi đời này, quý vị nên cố gắng đi đứng nằm ngồi nên niệm Phật đi. Nếu muốn hết khổ, khi mang cái thân người ở cõi đời này, muốn hết khổ thì phải dùng cái thân này, đi đứng nằm ngồi nên thường niệm A-di-đà-phật. Nhớ niệm đến khi mà hơi thở cuối cùng của mình. Đức Phật A-di-đà ngày phát lời nguyện rằng: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta. Có nghĩa là chúng ta ngồi ở đây cũng nằm vào chúng sanh mười phương đó. Nghe danh hiệu ta là danh hiệu A-di-đà Phật. Chí tâm tinh ưa, chí tâm là thường đi đứng nằm ngồi niệm A-di-đà Phật. Tinh ưa là niệm vui vẻ, thích niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ai nói hơn thua gì mình cũng A-di-đà Phật. Lúc trước chưa biết niệm Phật thì ai nói một câu hơn thua là mình cự lại với người ta, còn bây giờ mình không có cự nữa. Mà người ta nói hơn mình, người ta nói những lời có khi xúc phạm đến mình, bây giờ mình tập mình niệm A-di-đà Phật. Có nghĩa là chúng sanh này chí tâm tinh ưa, niệm danh hiệu ta là A-di-đà Phật. Đến khi mệnh chung là đến khi gần chết, chỉ cần niệm được từ một niệm cho đến 10 niệm thì ta là Phật A-di-đà, nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh này về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc, sanh ra từ hoa sen, thân không già, không bệnh, không chết, tuổi thọ vô lượng, trí tuệ vô lượng. Và chúng ta muốn giúp thân bằng quyến thuộc của mình được giải thoát thì chỉ có ngay cái chỗ là quý vị nên niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nhớ đó. Nên có một đoạn nè, có một đoạn mà lời Phật lời tổ dạy nè: người tàn tật chính phải nên niệm Phật. Thân thể không đầy đủ đã khó sánh với người thường, nếu lại đọa lạc ắt phải rơi vào ba đường ác càng đau khổ hơn. Đó, rất phù hợp chưa? Người tàn tật nên niệm Phật. Bây giờ mình ngồi đây mình khiếm thị, mình tàn tật rồi, có khi mình đâu có sánh như người thường đâu. Nhưng nếu đời này mà mình mà không tu nữa thì giống như mình là người đã tối rồi mà còn đi thẳng vào bóng tối. Còn bây giờ mình là người tàn tật khiếm thị, nhưng mình biết niệm Phật là từ tối đi ra sáng. Còn những người mà người ta giàu sang phú quý cũng nên niệm Phật. Vì nếu người giàu sang phú quý này biết đời trước nhờ có tu nên đời này giàu sang phú quý,
mà mình biết niệm Phật cầu sanh cực lạc thì từ sáng đi ra sáng. Còn nếu người giàu sang phú quý này chấp vào của cải vật chất, không biết thương người, không giúp đỡ người nghèo khổ, vậy thì người này sống ở cõi đời này gọi là từ sáng đi vào tối. Nhớ đó. Nên ở công đoạn chư tổ sư dạy là người tàn tật nên niệm Phật, thân thể không đầy đủ đã khó sánh với người thường, nếu lại đọ ách phải đưa vào ba đường ác càng đau khổ hơn. Vì đời này mình thiếu phước rồi nên thân thể mình không được đầy đủ, mình khổ đau. Nếu như mình không biết tu nhân tích đức thì đời sau cái khổ mình càng khổ nữa. Những đức nói những điều này quý vị đừng bao giờ trách những đức nha. Đây là điều những đức nói rất chân thật để mong chúng ta cùng niệm Phật quý vị à. Đó, tại vì những đức niệm Phật mấy năm nay những đức thấy đúng là pháp môn niệm Phật này hay thiệt. Nên lần trước những đức cũng tặng một số máy niệm Phật. Lần này có một số Phật tử người ta cúng dường máy nghe pháp này cho quý vị nè. Có cô kia cổ cúng dường 500 cái máy niệm Phật nhỏ, những đức thấy thôi những đức đổi qua máy nghe pháp tặng cho quý vị luôn. Tại vì lần này coi một số người nào chưa có máy nghe pháp, mình tặng máy nghe pháp cho người ta. Chiếc máy V52 này gần cả ngàn buổi nằm trong đây nè. Đó, rồi có một cái cô kia cổ cúng thêm 100 cái máy nghe pháp này nữa, những đức cộng vô hết. Rồi chút những đức để đây, một số người nào mà chưa có máy nghe pháp thì mình tặng cho người ta, đi đâu cũng cầm nghe được. Chiếc máy này nó tiện vô cùng, hết pin sạc 8 tiếng là chúng ta nghe gần 20 tiếng, đi bán giấy số, đi mằng cỏ hay là đi làm cái gì, bất cứ một cái việc gì quý vị ngồi ở nhà cũng cầm nghe được. Cũng cầm nghe được, nó nghe nó nhắc mình, có nhiều cái nó cởi mở tâm tư của mình quý vị à. Những đức nói với vị nghe nè, nếu như chúng ta đến một cái chương trình mà chỉ tặng quà không, mà không chỉ cho quý vị một cái pháp tu như vậy thì cái chuyến đi của quý vị nó không thù thắng đâu. Những người trưởng đoàn hay những người mạnh thường quân mà đang ngồi ở đây nè, quý vị đang hỗ trợ giúp đỡ những người khiếm thị này, quý vị phải biết là cái chương trình này nó ý nghĩa vô cùng. Giống như trong đời Đức Phật có một ông này, ổng đến mà ổng xin Đức Phật mà ổng được xuất gia. Phật nói với những vị A-la-hán rằng các ông nhìn coi cái ông này ổng có duyên trong Phật Pháp không. Thì bậc A-la-hán nhìn được trước 500 kiếp, sau 500 kiếp. Thì bậc A-la-hán nhìn xong thì nói với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con người này không có nhân duyên với Phật Pháp, sao mà cho xuất gia được. Thì Đức Phật ngài là Phật Nhãn, ngài nhìn vô lượng kiếp. Thì Đức Phật ngài nhìn, ngài nói rằng có, ông có duyên với Phật Pháp. Ông này trước 500 kiếp ông đã có duyên với Phật Pháp, là một nhân duyên ông đi vào trong rừng sâu đống củi và ông gặp một con cọp đuổi vượt ông, và ông chạy lên, ông leo lên cây, ông niệm mô Phật. Chỉ có đúng một câu mô Phật thôi, vì mà trải qua thời gian vô lượng kiếp sau gặp ngay Đức Thích Ca Mâu Ni và ngài xuất gia cho ông, và ông tu hành chứng quả A-la-hán. Vì thấy không chi là hồi nãy tới bây giờ mà những người khiếm thị ngồi đây vị niệm Phật biết bao nhiêu câu Phật hiệu. Mà bây giờ những đức còn khuyên vị niệm Phật để làm Phật nè. Bây giờ chúng ta muốn hết khổ phải niệm Phật để cầu làm Phật mới hết khổ quý vị à. Quý vị thấy cái cõi đời này đừng có nói là chúng ta tật nguyền khổ không. Những người giàu cũng khổ nữa quý vị à. Mà bây giờ nhiều người người ta than thở khổ vì con khi nuôi khôn lớn nói không nghe. Dù là nhà giàu của cải đầy đủ, nhưng mà tiền của để lại cho con, chia cho con nó vẫn không bằng lòng. Nó vẫn nói cha mẹ không công bằng, chia cho đứa này nhiều, chia cho con ít, nó vẫn không vừa bụng. Mà có khi con cái mà còn tính toán thủ đoạn để mà lấy của cha mẹ nữa quý vị à. Quý vị nghĩ đi, đừng có nói rằng là chỉ có tật nguyền khiếm thị này khổ không, mà ai đến cõi đời này cũng khổ cả. Nên những đức nói rằng những vị khiếm thị ngồi ở đây nha, quý vị còn nghe Phật Pháp đó, tuy nhìn người ta là tật nguyền khiếm thị như vậy đó, nhưng mà người ta nghe Phật Pháp, người ta còn hơn những người giàu ở thế gian này mà không nghe Phật Pháp nữa quý vị à. Đó, nhìn người ta là trả cái hoa báo ở thế gian thôi, nhưng mà nếu người ta chân thật mà niệm Phật đó, là khi bỏ báo thân này là người ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc làm Phật rồi đó. Nên những đức mong tất cả những vị trưởng đoàn khiếm thị á, mỗi một vị trưởng đoàn nên sắp xếp ra cái ban hộ niệm đi quý vị. Ban hộ niệm khiếm thị, mỗi một trưởng đoàn sắp xếp ra ban hộ niệm khiếm thị. Tại vì mỗi một người chúng ta ai cũng sẽ đi đến cái ngày sớm muộn gì mình cũng phải chết chân á. Ai cũng chết hết á.
Vậy thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cái ban hộ niệm của chúng ta. Khi mà người khiếm thị nào mà yếu bệnh đau gần mắt thì mình tập trung người đến để hỗ trợ giúp đỡ cho người này, là niệm Phật đưa người này đi về thế giới cực lạc. Mình niệm Phật mình đưa người ta về cực lạc. Rồi tới khi mình trăm tuổi già, mình gần chết, người ta sẽ niệm Phật đưa mình đi. Có nghĩa là mình phải làm như vậy, có nghĩa là giúp người để giúp mình. Mà mỗi một chiếc máy này là đều có cái điệu niệm Phật hộ niệm sẵn hết nè, trong đây nè. Nghe Pháp được rồi có điệu niệm Phật hộ niệm trong đây sẵn hết. Nó nên mỗi một vị mà trưởng ban á, khiếm thị á, nên nó có một cái máy mà cái điệu hộ niệm. Lần sau mà những đức tổ chức khiếm thị á, những đức sẽ mua một số cái lo bự nha. Tất cả những vị trưởng đoàn của người khiếm thị á, nếu như quý vị nào mà có được sắp xếp ra cái ban hộ niệm, những đức sẽ tặng cho quý vị một cái lo để dành. Trong cái nhóm người khiếm thị có ai mà khi người ta trăm tuổi già yếu, quý vị đi đến nơi đó rủ mấy người khiếm thị theo. Chỉ cần bật cái lo lên, những đức niệm một câu quý vị nghe, đại chúng niệm, quý vị niệm theo, để hỗ trợ và hộ niệm cho người này. Vậy thì cái công đức hộ niệm này lớn lắm. Vì sao? Vì mình niệm Phật giúp cho người ta giảng sanh để làm Phật đó. Nhớ đó. Nên tất cả những cái gì những đức càng hướng dẫn, vì những đức hướng dẫn kỹ lắm á, không phải cố gắng mà niệm Phật. Nên có nhiều người mà người ta mà đi đến dự cái chương trình khiếm thị này lần đầu tiên ai cũng xúc động. Nên những đức nói rằng là những người có con cái, gia đình giàu có, chương trình khiếm thị này đến tổ chức, đi đến đây đi. Quý vị có tiền, quý vị đổi ra tiền, quý vị cho con quý vị á, cầm tiền quý vị á, tặng cho những người khiếm thị này. Rồi xong quý vị nói với con quý vị nè: con ơi, nhà mình khá giả, con ăn sung mặc sướng. Người ta có những người đi bán giấy số tật nguyền, cặp mắt không thấy đường, vậy mà người ta đi bán giấy số vậy đó con. Con phải tu nhân tích đức con à, để cho con mình nó thấy rằng cái xã hội còn nhiều người khổ lắm. Có khi con mình nhà giàu mà con mình đâu có biết thương ai đâu quý vị. Có khi người ta đi bán giấy số, người ta đến người ta mời nó, có khi nó không mua mà nó còn đuổi xua người ta nữa. Đây là tội lỗi nặng nề lắm á. Thí dụ như bây giờ mình không mua giấy số đi, mình thấy người ta tật nguyền già yếu vậy, mình có tiền chút đỉnh 10.000, 20.000 mình tặng cho người ta. Đây cũng là cái phước mà mình thương người. Tại vì con người phải thương con người quý vị à. Nó như bà già kia 78 tuổi, từ ở Cần Thơ, Vĩnh Long mà bà đi lên tới trên đây hôm qua, mà bà cầm 150 triệu bà đưa cho những đức, để mà những đức bữa nay tặng tiền xe rồi tặng bao thư cho những người khiếm thị. Có nghĩa là dù là bà hỗ trợ những đức một phần nào, dù là không đủ đi chăng nữa, nhưng mà bà đó là quá cái tâm lớn rồi quý vị à. 78 tuổi rõ ràng không nghe Phật Pháp mới làm được như vậy quý vị. Đó nên á, những người khiếm thị ở đây, vị ngồi ở đây, mình như là một đại gia đình vậy đó. Những đức mà buổi sáng là những đức nói với đại chúng à, tất cả các cụ già trong chùa mình bên đây gần 300 người, hơn 300 người già nè. Bên kia gần 300 người, là hai bên gần 600 người. Chương trình khiếm thị là những đức nói với các cụ già và các cô trẻ, các chú trẻ trong chùa nghe. Những đức nói vậy nè: tất cả những người già, những người khiếm thị đi vào chùa mình ai cũng thương. Tất cả những người già yếu thì đi xuống lớp đệ tử quy niệm Phật. Còn tất cả những người sáng mắt là phải nắm tay dẫn những người khiếm thị ra xe, hoặc là dẫn đi đến chỗ ngồi ăn cơm, ăn uống đàng hoàng. Rồi thấy người khiếm thị uống nước xong để cái chai nước chỗ nào, đi gom từng cái chai nước, ăn bánh xả rác ở đâu, đi lụm rác giùm cho họ. Đây là những đức nói hồi sáng rõ ràng đó quý vị. Đó. Chùa mình hồi sáng này cũng mới đưa một bà cụ 92 tuổi lên đài quả táng. Bà cụ này mắt đặc biệt thiệt. Vô chùa mình tu chỉ mới có 5 tháng thôi, giống như biết ngày giờ giảng sanh luôn quý vị. Ồ, đúng là cái công đức niệm Phật này nó thù thắng quá. Bà vô chùa, con bà đưa vô chùa và con bà nuôi bà, mà bà nghe những đức nói chuyện đâu 1.5 năm vậy đó. Bà nghe những đức nói chuyện, bà biết niệm Phật, bà vô bà gặp những đức, rồi bà nhìn chăng chăng, bà mừng vô cùng. Rồi bà ở đây 5 tháng thôi, cách nay khoảng mấy ngày gì trước, những đức thấy bà yếu yếu, những đức đưa đi qua bên đây cho bà vô phòng hộ niệm. Vô trong đây mới có 2 ngày thôi, bà yếu yếu, những đức vô nói chuyện với bà buổi sáng, chiều lại một cái là bắt đầu quý vị biết rằng là bà yếu, niệm Phật cho bà, 3 giờ thì bà ra đi. Có nghĩa là buổi sáng gặp bà nói chuyện với bà,
rồi hộ niệm cho bà 3 giờ chiều là bà ra đi. Bà ra đi xong niệm cho bà thêm 24 tiếng đồng hồ nữa. Khi mà kiểm tra thổi tướng đó quý vị, bà ngồi bà xếp bằng được, mà thổi tướng bà đẹp đừng có nói nữa. Ôi con cháu của người ta nó được độ mà hồi sáng này đưa bà cụ đi lên đài quả táng mới cái ca hồi sáng này nè. Bà cụ 92 tuổi. Quý vị thấy cái công đức niệm Phật lớn thù thắng như vậy nó mà bà ra đi những đức thấy nha. Không có đau đớn gì. Rồi bà nằm bà tự tại an tường bà đi. Rồi cái công đức niệm Phật này lớn quá nên những đức phi những người khiếm thị ngồi ở đây này, những đức nhìn thấy có nhiều người già lắm. Bây giờ quý vị làm cái gì, bán vé số hay bất cứ việc gì, cái miệng của quý vị cứ tập A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Nó cứ thành tâm mà niệm Phật đi. Rồi một công đoạn á, Phật dạy nè. Người có bệnh tật chính phải nên niệm Phật. Người cường tráng còn đề phòng bị chết đột ngột. Húng chi bệnh tật là đang cặn kề cái chết, dù không chết nhưng chọn ngày bệnh khổ triền miên, giống như sống trong địa ngục, gấp rút tu hành còn e không kịp. Đó là Phật dạy đó. Bây giờ mình khiếm thị thấy cuộc đời này khổ quá, luôn luôn sống trong bóng tối, thân thể bệnh đau, có những người cục tay. Thí dụ như bây giờ những đức nêu lên nè, như chú Tường Văn nè, chú vừa khiếm thị chú vừa cục hai cái tay, mà lần nào chương trình khiếm thị chú cũng hát. Những đức thấy chú kê hai cụ lôi lại để mà cầm cái cầm cái micro. Những đức thì nói cụ lôi tại hai cái bàn tay mất tiêu rồi, còn hai cái cục xương của ngay chăng cái cụ lôi nhỏ xíu chú chịu lại. Lần đầu tiên mà chú hát á, chú kẹp hai cụ lôi lại cái micro. Những đức cứ dối cái tay sợ gớt cái micro á, nhưng mà công nhận chú kẹp chắc vô cùng, chuyên nghiệp thiệt. Mà lần nào chương trình khiếm thị chú cũng hát ca cổ để mà tặng cho người khiếm thị. Quý vị coi, người ta khiếm thị nè, rồi người ta còn bị cục tay nè, người ta tật nguyền như vậy mà người ta còn biết dùng lời ca tiếng hát để mà giúp vui cho những người với con người với nhau. Vậy thì có những người chúng ta sáng mắt khỏe mạnh, vậy mà chúng ta nói chúng ta chán đời. Nếu những người nào mà chán đời đi lên đi tới chương trình mà khiếm thị này nè, cho họ coi những con người này đi, để cho họ coi họ còn chán đời nữa không. Mấy bữa trước có cái anh chàng này, ảnh to con mà bự chắc gấp rưỡi những đức quá. Những đức thì nhỏ xíu con à. Anh này to con, anh cao, đẹp trai. Tự nhiên anh đến chùa mình, tự nhiên anh gặp những đức khóc hu hu vậy đó. Những đức nói, ông này bự con mà sao khóc dữ chợ. Hỏi có gì mà khóc dữ à. Ông nói, dạ thưa thầy, con bị bồ đá. Trời ơi. Bự con đẹp trai bị bồ đá khóc hu hu. Rồi những đức hỏi, đi đến đây tìm tôi làm gì? Ông nói, con muốn đi tu. Nói, thôi chắc ông à, từ từ đi. Ông mới thất tình đây mà ông vô ông tu vài bữa rồi ông dọn về nữa. Thôi giờ trước với ông cộng tu đi. Bữa nay ông đang ở đây nè, cái chú to con nhất mà đang dẫn người khiếm thị buổi sáng á, bự con cao ráo đó, ông đó đó mới thất tình á. Nói đang đứng ông cười kìa. Nó nên từ nó đối vị biết rằng là cái chặng này mà vô đây là hết thất tình luôn. Trời ơi, cha mẹ mình sinh mình ra bây giờ được cái thân đẹp trai gì vậy mà thất tình một cô gái mà cuối cùng khóc lóc mà muốn tự tử, rồi buồn chán. Bây giờ vô đây nhìn bao nhiêu người khiếm thị này còn thất tình nữa không ông? Kìa ông lắc đầu nó nghĩ à. Thấy chưa? Trời ơi. Thanh niên gì đâu mà bị bồ đá mà cũng thất tình nữa. Bây giờ đem cái tình cảm này giải điều cho những con người khổ đi. Thương con người đi. Vô đây tu thì bây giờ chân thật phục vụ chúng sanh đi. Thất tình chi? Vô đây tu ngon lành rồi mai mốt con bồ nó vô đây nó tìm lại à. Vô nó gặp kêu anh. Nói, lúc đó nói, em hãy quên đi, đừng kêu anh nữa. Anh khổ bao nhiêu là đủ rồi. Thấy không? Từ hôm nay anh sẽ theo thầy Đức để đi tu. Thấy không? Nghĩa là đúng là Phật pháp này nó có cái hay. Bữa nay mà chương trình khiếm thị này là cái ông này cũng hết thất tình luôn.
Nó, hồi sáng như Đức nói ổng, bữa nay ông dẫn những người mà khiếm thị đi ra ngoài xe đều đi, rồi ông đem cơm hộp cho người ta ăn nghe không. Rồi ông làm đi, rồi ông thấy cái ý nghĩa à. Cha mẹ nuôi cái thằng lớn gì mà thất tình mà khổ đau, đừng có khổ nữa nghe. Ông nói con từ hôm nay nghỉ khổ vì con nhỏ đó thầy. Ừ, cố gắng đó. Thấy chưa? Nên quý vị nghe mà chương trình Người Khiếm Thị này mà dẫn con cái theo nó hay lắm á. Con cái mình nó sẽ phát cái tâm thương yêu người, vậy nó mới có phước. Bữa nay có cái đoàn chị Mai đồ ở Vũng Tàu rồi, nghe nói có mấy đứa nít á, con người ta đổi tiền lẻ đồ ra để mà gọi là tiền lẻ mà 20-30 ngàn vậy đó, rồi xong á tặng người khiếm thị. Rồi những phái đoàn đều muốn tặng tiền người khiếm thị, kệ quý vị, sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Những đức tập trung con người vì quý vị có nhân duyên để mà mình thương người, có nghĩa là kệ con người nên thương con người. Mà quý vị thương những con người này là con người gì? Những con người niệm Phật làm Phật đó, nhớ đó. Từ nơi đó mà những đức nói những cái chương trình này ý nghĩa lắm. Cứ là bây giờ 2 tháng chúng ta tổ chức 1 lần. Bây hởm mà còn dịch bệnh á, những đức nói sắp sửa tới chương trình khiếm thị rồi, mà dịch bệnh cứ rề rà kiểu này hoài, không biết mình tổ chức được không ta. Cái tự nhiên mấy bữa sau cái nghe nói trở lại bình thường, những đức nói à vậy được rồi, bữa nay tổ chức được rồi. Những người khiếm thị này á, tại vì chương trình họ ấy vậy, coi mấy cô mình á có số kẹo á, những đức thấy mấy đứa bé nhỏ nhỏ á, có mấy đứa bé khiếm thị nhỏ nhỏ một chút đi vòng vòng á, gặp mấy đứa bé nhỏ khiếm thị á, tặng cho mỗi bé 5 cây kẹo. Nó cây kẹo cây mà ngậm á, tội nghiệp các cháu. Nó các cháu khiếm thị, nói thầy Đức cho các con 5 cây kẹo nè. Nó con nít đó là cũng dạy niệm Phật luôn. Tất cả ai cũng nên niệm Phật hết. Đó, công đoạn như Đức vừa đọc đó không? Đọc thêm đoạn đó cho vị nghe nè. Người phụ nữ chính phải nên niệm Phật, do phụ nữ vốn là thân đang đọa lạc trong ngũ lậu, đang lo lắng không được thoát khỏi, chẳng phải dễ dàng gặp được pháp môn niệm Phật này, sao còn không rấp rút tu hành, xa rờ nơ nẻo khổ. Hổng chi trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài phát nguyện nếu khi tôi thành Phật trong vô lượng thế giới, chư Phật chẳng thể nghĩ bàn ở khắp 10 phương, nếu có người nữ nghe danh hiệu tôi, tin tưởng ưa thích, phát tâm bồ đề, chán ghét thân nữ, sau khi mạng chung nếu người ấy còn làm thân nữ, tôi không thành chánh giác. Do đó phụ nữ chuyên tu tịnh độ tất có thể thoát khỏi thân nữ, chứng quả bồ đề, nhưng không thể niệm Phật mà mê hoặc nơi tà kiến thì khổ vô lượng kiếp đó. Mà quý vị để ý nha quý vị, ngày chủ nhật cộng tu hay là chương trình khiếm thị nha, mình nhìn thấy người nam sao ít mà nữ nhiều lắm quý vị ơi. Công nhận là người nữ nhiều thiệt nha. Nó mà đoạn này Phật nói là người nữ là mang thân đọa trong ngũ lậu à. Mà quý vị mang thân nữ, quý vị coi phải nhiều cái chắc chở khó khăn không, nhiều cái khổ không. Người nữ nhiều cái khổ hơn người đàn ông đó quý vị. Nào là buồn giận nhiều là khổ nè. Coi lại đi. Dễ buồn dễ giận, dễ thương mà cũng dễ giận nghe không? Là điều thứ nhất khổ nghe không? Rồi ấy, nói xấu nhiều cũng là người nữ nè, khổ nè, thấy chưa? Rồi đố kỵ nhiều cũng là người nữ nè, khổ nè ha. Rồi thân thể thì không có được tiện lợi như người đàn ông. Người đàn ông ta đi ra đường có khi ta nằm gốc cây ta ngủ cũng được. Còn người đàn bà phụ nữ mà nằm gốc cây giữa đường xá ngủ cũng bất tiện nha, khổ nè. Rồi thân người nữ quý vị coi phải là có những cái khổ bất tiện không? Mỗi tháng sao sao? Thì quý vị coi đó là khổ vô cùng. Nên Phật nói rằng là người nữ đang mang thân nữ là đang đọa trong ngũ lậu. Nếu như nghe lời nguyện Đức Phật A Di Đà, khi Ngài thành Phật rồi, mà Phật A Di Đà Ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi, bây giờ tất cả người nữ người nam mà nghe danh hiệu của Ngài là A Di Đà Phật, mà tin mà chịu niệm, thì về thế giới cực lạc là tướng trượng phu, không còn mang thân nữ khổ đau như ở cái cõi ta bà này nữa. Phải nhớ đó. Nó nên Phật A Di Đà Ngài khuyên là người nữ phải thành tâm mà niệm Phật. Trong cái khổ càng khổ này phải càng niệm Phật.
Nói quý vị nghe những điều những Đức chia sẻ nghe mà nó có lực á. Chứ nếu mà gặp mà nói chuyện mà không mạnh gì mà những người khiếm thị này ngồi ở đây có khi ngủ gục. Nó vậy đó mà còn nhìn xuống thấy có một hai người gục lên gục xuống kìa. Trời ơi, quý vị biết rằng không đơn giản đâu. Nghe pháp không đơn giản đâu quý vị à. Nó từ nơi đó mà mình nói chuyện vừa nói mạnh nè, với một hai câu nó vui vui một chút, nó mà phiên người ta niệm Phật. Nên ở đây mà người nào mà chưa có cái máy nghe pháp của những Đức á nghe, chưa có nghe, có rồi á thì đừng có đưa tay lên, mà chưa có, người nào chưa có đưa tay coi thử coi. Đó. Rồi để tay xuống đi. Một chút. Một chút khi phát tiền đồ tặng tiền xong hết rồi cuối cùng mấy cô tặng cho. Nhớ là người nào chưa có nghe, còn có rồi thì đừng có nhận. Nhớ mình trong ngôi Tam Bảo phải tập thật nghe. Vậy đó mình mới có phước. Đó, có ở đây á, cái người mà chưa có ở đây nè cũng rất là đông nè. Bây giờ chúng ta có được mấy trăm cái máy nghe pháp này tặng chắc có thể đủ. Với số lượng 1,000+ người này á, tại vì những Đức tặng máy nghe pháp với máy niệm Phật nhiều lần lắm rồi đó quý vị. Nhưng mà chương trình khiếm thị của chúng ta là mỗi lần là có cái nhóm mới đông. Nó cứ tăng lên vậy đó. Những Đức nói mà những Đức mà quan năm mà tổ chức thêm 1 năm chương trình khiếm thị nữa đó nghe, là những Đức bảo đảm là cả cái nước Việt Nam mình luôn á, là người khiếm thị đều có đi về đây 1 lần hết, chắc chắn luôn. Bây giờ có mấy cái đoàn ngoài Hà Nội á, họ điện thoại những Đức họ nói nè, thầy có thể cho tiền chúng con mua máy bay bay vô đây không? Những Đức nói mua vé máy bay chứ gì mà mua máy bay chợ. Nên quý vị biết rằng họ coi qua chương trình này nghe quý vị, mà ngộ nghe người khiếm thị họ đồn công nhận thiệt á, ở ngoài miền ngoài, ở ngoài Hà Nội ngoài á, mà những người mà đòn khiếm thị họ điện thoại vô đây họ nói rằng thầy có thể mua máy bay cho con bay vô đây không, mua vé máy bay mà họ nói là mua máy bay. Nói trời ơi, mua máy bay chắc những Đức cho cái ông phi công người khiếm thị bay quá. Bay ra tới biển Thái Bình Dương xả xuống. Nên từ nơi đó quý vị thấy đúng là tội nghiệp. Họ nghe họ xa vô cùng quý vị. Họ muốn đi vô đây. Những Đức nói bây giờ thuê xe đi. Thuê xe kệ, chịu khó ngồi chứ mua vé máy bay nhiều tiền quá. Đây những Đức lo cho nhiều bà già nữa. Nên người khiếm thị mà ở ngoài Hà Nội á, là cứ như thế nào, mình đặt một chiếc xe, nó nguyên một chiếc xe 50 chỗ họ chạy vô đây, mà chịu khó ngồi từ Hà Nội mà xe chạy vô đây lâu không quý vị? Những Đức chưa đi ra Hà Nội lần nào, không biết đi mấy ngày không biết nữa. Nó, nhưng mà thôi, mà nếu mà người khiếm thị yếu quá thôi đi, để cho người ta ngoài đó niệm Phật đi, chứ bây giờ mà chở vô đây mà đi giữa đường mấy ngày đây rồi trên xe chắc hộ niệm luôn quá. Nó xa quá xa quý vị, tội nghiệp họ ghê luôn à. Họ đồn với nhau quý vị, họ muốn đi vô trong đây nghe quý vị. Bởi vì quý vị trong Nam này mà mình có đi đến đây được là vui lắm rồi. Bữa nay có những cái đoàn mà ở Hà Nội, không phải, có những cái đoàn mà ở gì Sóc Trăng. Có cái đoàn Sóc Trăng bữa nay đầu tiên nè. Cái đoàn ở Sóc Trăng đi đến đây đó. Rồi có cái đoàn mà Cà Mau nữa, Cà Mau là lăng nào cũng có chứ. Đó, có bà cụ kia bà chống gậy bà đi kìa. Nó thấy không, nó khiếm thị mà đặc biệt chứ bà rút cái gậy ra kìa. Nó thấy không, đặc biệt chưa. Quý vị biết rằng nghe có tật có tài nghe quý vị. Những Đức thấy mình mà chỉ cần nhắm mắt mà mình đi là tự nhiên mình thấy mình té té vậy đó. Nhưng mà có những người khiếm thị như cái chú Tường Văn, những Đức thấy ông giỏi công nhận. Thí dụ như bây giờ chú Tường Văn mà những Đức nói bây giờ chú hát bài hát đó là tự nhiên từng sau là ông hát liền, nói chứ không biết làm sao mà ông thuộc mau dữ vậy ta. Nó hay thiệt đó. Hồi sáng có một cái cô trưởng đoàn ở An Giang, cô Ba có nói một câu này nè. Có một cái cô này cổ in kinh mà chữ nổi ấy vậy. In kinh mà chữ nổi á, nếu in được thì in kinh á, cái chương thứ 6 á, Vô Lượng Thọ, nó ít nhất mà nó tiền. Ở đây người khiếm thị nào mà đọc được chữ nổi đó bị đưa tay coi thử coi có không ta. Ủa đông quá kìa cô Ba. Nó tính ra cũng 70-80 người á. Rồi để tay đi quý vị. Nó lần sau á, cô cho in kinh chữ nổi á, tặng cho họ. Đem ở đây đi rồi mình tặng cho những người nào mà đọc được kinh chữ nổi, người khiếm thị đọc được 48 lời nguyện rồi niệm A Di Đà Phật là tiện nhất. 48 lời nguyện như cái quyển kinh đây nè, cô Ba cứ lấy cái quyển kinh của mình nè, đưa cho người ta rồi người ta sẽ in y ran cái gì chữ nổi.
Chứ nguyên quyển kinh Vô Lượng Thọ nó quá nhiều, một chương thứ 6 là đủ nhất rồi đó. 48 lời nguyện cho người ta đọc đi, rồi cứ niệm A Di Đà Phật. Nó nên quý vị biết rằng những cái chương trình này nè, những đức tổ chức là tâm đắc nhất á, mà nhiều người người ta rất là hoan hỷ là ngay cái chỗ là tất cả những người đi đến đây là phần nhiều là những người người ta khó khăn, từ là khiếm thị, tật nguyền. Rồi những đức hồi nãy đi một vòng, những đức thấy có những cái đoàn mà người lùn không à quý vị ơi. Đúng là người chúng ta có nhiều người quá quý vị. Có những ông đây khiếm thị nhưng mà cao ráo đẹp trai, mang mắt kiến đen vô thì nhìn giống xã hội đen chứ không phải khiếm thị. Nó như cái chú mà hát cái bài ca mà vì người khiếm thị, ông đang ngồi đây nè, quý vị nhìn ông tráng chợt, nhìn đẹp trai phong độ chưa. Nó nghĩa là khiếm thị nhưng mà ông mang kiến đen vô nhìn phong độ đẹp trai. Còn có những phái đoàn ở đây là người lùn quý vị, lùn xỉn à, cái tay lùn xỉn mà những người đó ngộ lắm nghe, người ta bự con, người ta mập mà người ta có khúc à. Nó nên quý vị biết rằng cái chương trình này thôi nó đa dạng con người. Từ nơi đó mà mình nhìn những con người cùng với con người gì mình hết lòng mình thương. Nên những đức thương quý vị là những đức phiên tới phiên lui quý vị là nên chân thật mà niệm Phật. Thấy không? Ở đây người nào mà ở nhà thường đi đứng nằm ngồi mà siêng niệm Phật đâu thật lòng đâu, đưa tay lên coi thử coi có ai không. Đó, quý vị thấy đông ghê chưa? Đó, rồi để tay xuống đi. Nó là những đức phiên vậy là ở nhà cố gắng nghe không? Thời gian 2 tháng đi đến đây một lần thì ở nhà cứ là công việc gì làm thì làm, mà cái miệng của mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm hoài vậy đó. Nó cứ niệm hoài đi là tự nhiên nó có kết quả. Như là ở đây có mấy đứa bé nhỏ nè, các con mà nghe những đức nói, nghe các con tập niệm Phật đi. Như hồi nãy có một gia đình, cái cô này quý vị, cổ có 3 đứa con, mà 3 đứa con của cổ là một thằng trai, 2 đứa gái đều có tật hết luôn quý vị. 3 đứa con có tật hết luôn. Mà mấy bé này nó không bị khiếm thị, mà đứa thì tay cong, đứa thì chân cong, nó yếu lắm. 10 mấy tuổi mà nó bự con, mà nó yếu lắm vì nó rất là yếu, nhưng mà nó không bị khiếm thị. Cô á, lần khiếm thị nào cô cũng dẫn mấy đứa con đi đến đây chứ nè. Hồi nãy mà ở dưới nhà bếp á, thì cô dẫn đến, cô gặp Nhân Đức, cô nói thầy, con có 3 đứa con, nhưng mà thầy coi này, 3 đứa nó đều có tật hết trơn thầy ơi. Bây giờ thì con còn sống, con lo cho 3 đứa con của con, rồi mai mốt con chết đi đây, không biết 3 đứa con của con nó làm sao đây thầy. Nhân Đức nói cô cứ yên tâm đi, mấy bé này đặc biệt lắm, là nó rất là thích Nhân Đức, nó niệm Phật nó vui lắm quý vị ơi. Mỗi lần mà đi đến đây là nó cứ chạy xuống nhà bếp à. 3 đứa bé có tật là nó cứ đi xuống dưới nhà bếp, mà nó đi yếu lắm là nó đi nó tìm Như Đức, nó gặp là nó mừng vô cùng. Hồi nãy Như Đức cho mỗi đứa một cái máy nghe pháp đeo cổ, mà nó thích Như Đức lắm, mà nó chịu niệm Phật, mà đứa nào đứa nấy dễ thương lắm. Mà 3 đứa con cô có tật hết luôn. Cô đến cô gặp Như Đức hỏi bây giờ sau này con chết đi, con nói làm sao thầy. Như Đức nói cô cứ yên tâm đi, cái công đức niệm Phật lớn lắm, cô chỉ cần chân thật lo cho các cháu, cho các cháu niệm Phật đi, sau này đến khi cô 100 tuổi già cô chết đi là tự nhiên các cháu được an bài hết trơn, không có sao đâu. Tại vì những đức nhìn các cháu này nó siêng niệm Phật mà nó có phước, chứ không phải là không có phước đâu. Mai mốt khi cô mắc xong mà nó thích niệm Phật á, lúc đó là nó chuyển cái nghiệp rồi, nó không có còn bệnh đau yếu như vậy nữa. Mà khi mà cô mắc rồi á, thì nó muốn niệm Phật thì những đức cho vô chùa niệm Phật, cho vô đây ở niệm Phật luôn 3 đứa bé đó đó. Hồi nãy như đức nói vậy đó. Tại vì sao? Vì những đức thấy các cháu nó có tật mà nó tự lo cho nó được, mà nó không bị khiếm thị nghe. Mà 3 đứa con có tật hết quý vị. Những đức nói một câu an ủi cô, những đức nói một câu gì nè, cô ơi, cô đừng có buồn số phận của mình. Bây giờ 3 đứa con mà nó có tật gì cô đừng có buồn. Cô biết rằng cõi đời này có những người ta sanh con người ta đẹp, khỏe vô cùng luôn mà nó hư. Nuôi nó khôn lớn rồi nó lại chả treo với cha mẹ. Có khi nó lại lấy của cha mẹ nữa, cô thấy không? Cũng khổ à. Bây giờ 3 đứa con của cô nó tuy nó hơi có tật một chút, nhưng mà 3 đứa nó biết niệm Phật, nó ngoan, nó đâu có làm cái gì cho cô buồn đâu. Nên nó mắc cái này mà nó được cái kia. Rõ ràng đến cái cõi đời này nó không có tròn vẹn quý vị. Từ nơi đó mà tất cả mọi người chúng ta nên sống làm sao á, mà mình đừng có buồn cái thân phận của mình quý vị. Nếu như mình có tật gì mà mỗi ngày mình buồn, mình chán, mình buồn, mà nói
cái thân này sao thấy nó chán nản gì đâu, khổ quá, than thân trách phận nha. Càng than thân trách phận thì nó càng khổ, vì cái tâm nó khổ. Bây giờ quý vị niệm Phật đi, đừng có nhớ đến cái chuyện cái thân phận này nữa. Cứ là cảm thấy rằng bây giờ mình có khói ốc, mình còn nghe được có vật hiệu, còn hơn những loài súc sanh nó không biết cái gì. Mình đến cõi đời này mình có cái thân là mình mừng rồi quý vị. Nên chăn quý cái thân này để niệm Phật đi, đừng có than thân trách phận. Đó, như những đức nè, nếu không gặp Phật Pháp thì tuy mang cái thân người này cũng không phải tật nguyền gì. Nhưng mà những đức nói với quý vị nghe, nếu như những đức mà không gặp Phật Pháp thì những đức cũng là loài súc sanh nè. Vì sao những đức nói vậy? Tuy là thân này khỏe mạnh không tật nguyền, nhưng không nghe đạo, mỗi ngày hư hỏng thủ đoạn làm điều sai quấy, thì những đức mang cái thân người nhưng tâm là súc sanh. Nên chúng ta rất mừng là mình có được cái thân người này mà mình nghe được đạo pháp. Như vậy thì chúng ta có thể dùng cái thân này để tu hành, để làm Phật. Nhớ đó. Rồi nãy có một cái cô ba, cô dẫn một cái anh này khiếm thị mà đang ngồi đây nè. Hồi nãy cô gặp những đức, cô hỏi cô mà trưởng đoàn khiếm thị dẫn đi đông lắm. Hỏi thầy, thầy bữa nay cho thấy thầy đuối á thầy. Những đức nói hôm qua giờ công việc lu bu quá, với sắp xếp chương trình sắp sửa Trung Thu nữa nè. Thứ bảy này Trung Thu các cháu, người lớn đồ ta về cũng hơn 2,000 người. Từ nơi đó sắp xếp tùm lum chuyện nên cũng hơi đuối đuối một chút. Bắt đầu cổ qua bển cô dẫn một cái chú này mà ổng biết đấm bóp quý vị. Người khiếm thị mà ta đấm bóp hay lắm nha. Cổ dẫn qua cô nói thầy, thầy, thầy nằm xuống cho cái ông này ổng bóp tay bóp chân giùm cho thầy 15 phút rồi thầy khỏe liền. Mình thấy rồi mình sáng mắt gì, mình còn khỏe gì, mình nhìn thấy ảnh mình tội nghiệp. Mình nói cô nhờ này những đức lu bu quá. Thôi bây giờ tam bảo chứng minh được rồi, ảnh qua cũng có cái tâm rồi, chứ không phải là mình từ chối ảnh gì mà mình không nở quý vị ơi. Rồi mình gì mà mình để cho cái ông khiếm thị ông bóp đấm bóp cho mình tội nghiệp ổng, sợ mỏi tay á. Lúc xưa mà những đứa còn nhỏ nhỏ mà ba những đứa kêu những đứa bóp tay á, mà ba những đứa cũng lớn tuổi á, cái người già cái thịt người ta nó dai dai quý vị. Trời, những đứa bóp một chút cái tay những đứa mỏi á, bóp yếu xìu, ông nói bóp mạnh lên mày. Bóp mạnh mà nó trời ơi mỏi tay muốn chết luôn, cái bóp mạnh. Bóp 5 phút nó mỏi tay, cái mình bóp liều, cái ông nói bóp mạnh lên. Bóp. Trời ơi nó mỏi tay vô cùng. Bây giờ mình nghĩ người khiếm thị mà ta bóp tay bóp chân cho mình tội nghiệp quá, mình không nở, mình nói thôi. Nó nguyện tam bảo gia hộ cho anh niệm Phật là được rồi, thôi được rồi. Những đức mệt một chút hết mệt à. Tại vì những đức còn trẻ không phải già gì. Thôi được rồi, cảm ơn anh nghe. Nó ở đây á, có ảnh ngồi đây chứ không thôi người ta tưởng đâu à. À, người ta khiếm thị người ta muốn bóp tay bóp chân giùm cho mình mà mình không cho người ta sợ người ta buồn á. Nhưng mà những đức bận bịu lu bu công việc, với thêm cái nữa là những đức không nở quý vị, với quen mất công nữa. Anh bóp tay một lần đây mai mốt nó mỏi ai đâu bóp, rồi đây là lựa nhờ mấy cô bóp tay bóp chân mất công phiền phức. Thôi cho nó quen luôn đi. Trời ơi cái kiểu mà nhờ ông cái ông này ông bóp tay bóp chân xong nó khỏe rồi sảng khoái á, cái mai mốt rồi kiếm ai bây giờ. Nhìn qua nhìn lại chùa mình mấy cô quá trời nhiều á, mà nhờ mấy cô bóp tay giùm cái. Trời ơi cái này kẹt luôn á nha. Nên từ nó thôi thôi tập cho nó quen bước cho rồi đi quý vị ơi. Nó thật sự mà nói rõ ràng quý vị, mình gieo nhân là gặp quả liền à. Tự nhiên những người khiếm thị họ nghe mình, có nhiều khi trưởng đoàn đi ngang nói kiện thầy Đức kìa, thầy Đức kìa. Tự nhiên họ cứ không biết, họ đâu có thấy mình đâu. Mình đi ngang qua phía bên phải mà họ quay qua phía bên trái, họ chắp tay thầy Đức, thầy Đức. Những Đức nói bên đó Đức dây đó. Thầy ở đâu thấy Đức thấy mình bên đây đâu. Trời ơi đi bên phải quay về bên trái thầy Đức, thầy Đức. Mà mình thấy đúng là tội nghiệp thiệt. Nghĩa là họ không thấy mình nhưng mà họ biết là mình tổ chức chương trình này quý vị. Nên những Đức rất là thương quý vị, rất mong quý vị cố gắng niệm Phật, thành tâm mà niệm Phật, để đời này mình về thế giới cực lạc quý vị. Nhớ nè, về thế giới cực lạc là không còn có tật nữa. Con mắt này tuy không thấy đường nhưng về cực lạc là con mắt này thấy đường, mà nó thấy xa lắm. Còn cái chân này si cầu que nhưng mà về cực lạc là hết si cầu que. Cũng như chú Tường Văn này nghe, cái tay của chú không có còn hai cái bàn tay, là còn hai cù lôi không á. Nhưng mà chú về cực lạc là chú đầy đủ tay chân mắt mũi miệng đẹp vô cùng, y gan Phật A Di Đà luôn.
Tất cả những người khiếm thị ngồi ở đây mà niệm Phật về cực lạc đó nghe, đẹp y gan Đức Phật A-di-đà. Đó. Nó người khiếm thị nào ở đây muốn gì cực lạc đâu, đưa tay lên coi. Thấy không? À. Rồi để tay xuống đi. Còn mấy người mà chưa đưa tay lên muốn về đâu? Về Cà Mau. Nên á, nhiều lắm quý vị à. Quý vị thấy không? Khuyên người ta là nhiều người, người ta được cái chủng tử này. Người mà tiếp nhận thì một đời này thành công. Còn người mà chưa tiếp nhận thì đời này người ta kết duyên. Nên người ta đã kết duyên với Pháp Môn Tịnh Độ rồi đó quý vị. Đó, hình hôm nay á, những đức nguyện á, Tam Bảo gia hộ cho tất cả trên là Đại Lão Hòa Thượng, rồi ban tổ chức trong chùa, tất cả anh em, rồi tất cả những vị trưởng đoàn hay những vị phát tâm, nào là bánh trái, rồi nào là hỗ trợ tiền để mà lập lên cái chương trình người khiếm thị này. Và nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người khiếm thị này luôn. Tất cả chúng ta ai cũng có sức khỏe, sống trong nhân duyên, nào cũng biết niệm Phật, và cái tâm không buồn, không trách vì số phận, luôn luôn niệm Phật và sống những ngày còn lại. Ngày nào thì sống vui ngày nấy đi niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. À, bây giờ tiếp tới chương trình, chúng ta sẽ mời chú Hoàng Long ha lên hát một bài hát để tặng đại chúng nè. Quý vị cho một tràng pháo tay quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Nhẫn Đức, kính bạch quý chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị Phật tử, con là Hoàng Long, pháp danh Tâm Hưng, là thành viên của Hội Người Mù thành phố Biên Hòa. Ngày hôm nay con rất là vui khi được trở về tổ đình hộ pháp để tham dự một ngày tu học dành cho người khiếm thị cũng như là các cô chú, các anh chị khuyết tật. Kính thưa thầy Nhẫn Đức, thời điểm hiện tại thì người người, nhà nhà đang nô nức vui tươi để chuẩn bị cho một mùa Tết Trung Thu thật đoàn viên và hạnh phúc. Nhưng đối với người khuyết tật nói chung và các đứa bé mồ côi nói riêng, để có một cái Tết Trung Thu đầm ấm và hạnh phúc thì cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người cũng như xã hội. Hãy dang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em, hãy giúp em có thêm niềm tin. Đó là những lời nhắn nhủ của nhạc sĩ Tường Quân đã nhắn nhủ trong nhạc phẩm ngay sau đây con sẽ được gửi đến thầy Nhẫn Đức, quý chư tôn đức tăng, quý vị Phật tử cùng tất cả quý ông bà cô chú, các anh chị khiếm thị có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Nhạc phẩm được mang tên Đứa Bé Mồ Côi. Con sẽ được mời thầy Nhẫn Đức, quý chư tôn đức tăng cùng lắng nghe và thưởng thức nhạc phẩm này. Chỉ là
ước mơ. Lặng thầm cứ bước em qua từng góc phố, một tập vé số trên đôi tay vẫn còn. Ở trong giá rét em mong một chiếc áo ấm để em vượt qua mùa đông không giá lạnh. Cha là ai và mẹ bây giờ nơi đâu? Đã rất lâu rồi trên môi em vẫn nụ cười. Có những đêm mình em lang thang bước một mình và hình dung về bao điều em luôn ước mơ. Là một mái ấm có tất cả cha và mẹ, một ngôi nhà xinh và thật ấm áp nụ cười. Cặp sách đến trường tung tăng giống biết bao đứa trẻ, một hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi. Hãy cùng chung tay góp lấy yêu thương với đây, sẽ chia cùng em những niềm vui nhỏ bé ấy. Có thêm niềm tin. Trời đông đến gió lạnh buốt, một mình em bước lang thang không nhà. Từng ngày mơ ước sớm hôm được đến trường, mà sao mơ ước ấy mãi mãi chỉ là ước mơ. Lặng thầm cứ bước em qua từng góc phố, một tập vé số trên đôi tay vẫn còn. Ở trong giá rét em mong một chiếc áo ấm để em vượt qua mùa đông không lạnh giá. Cha là ai và mẹ đang ở nơi đâu? Đã rất lâu rồi trên môi em thoáng nụ cười. Có những đêm lang thang bước một mình và hình dung về bao điều em luôn ước mơ. Là một mái ấm có tất cả cha và mẹ, một ngôi nhà xinh và thật ấm áp nụ cười. Cặp sách đến trường tung tăng giống biết bao đứa trẻ, một hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi. Hãy cùng chung tay góp lấy yêu thương với đây, sẽ chia cùng em những niềm vui nhỏ bé ấy. Hãy sang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em, hãy giúp em có thêm niềm tin. Là một mái ấm có tất cả cha và mẹ, một ngôi nhà xinh và thật ấm áp nụ cười. Cặp sách đến trường tung tăng giống biết bao đứa trẻ, một hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi. Hãy cùng chung tay góp lấy yêu thương với đây, sẽ chia cùng em những niềm vui nhỏ bé ấy. Hãy sang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em, hãy giúp em có thêm niềm tin. Hãy sang đôi tay nắm
lấy đôi tay non nớt của em, hãy giúp em có thêm niềm tin. À vâng, một lần nữa thì con xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý ông bà, cô chú, các anh chị bên dưới. Và một lần nữa thì con sẽ được kính chúc Thầy Nhẫn Đức, Quý Chư Tôn Đức Tăng, quý vị Phật tử cùng tất cả các cô chú, các anh chị khiếm thị sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công may mắn. Con xin được trân trọng kính chào. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú Hoàng Long, chương trình khiếm thị lần nào chú cũng có bài hát để tặng cho đại chúng. Còn rất là trẻ, nhưng mà chú cũng bị khiếm thị, nhưng mà lúc nào cũng có một bài hát để tặng đại chúng hết. Những đức phiên chú Hoàng Long cố gắng niệm Phật, rồi hát những bài hát hay hơn, để khi mà mỗi lần chương trình khiếm thị tặng cho đại chúng, mà chỗ quan trọng nhất là chú cố gắng niệm Phật để đời này về cực lạc mình mới hết khổ nha không? Ai về đạo Phật. Kế tiếp bài hát của chú Nhật Cường, ca cổ Vu Lan Nhớ Mẹ. Chúng ta cho một tràng pháo tay quý vị. Chú Nhật Cường này từ An Giang quý vị, quê từ An Giang, quê Nhận Đức xa lắm, nên mỗi lần chương trình khiếm thị là dưới quê Nhận Đức cũng lên đây, cô ba đồ dưới phái đoàn mấy cô đồ đó cũng dẫn lên đây rất là đông, nên hôm nay chú hát bài hát để tặng đại chúng nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa quý vị. Ai về đọc rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì Nhật Cường đến đây xin đại diện cho đoàn Tân Châu chúng ta xin hát cho, xin tặng cho chùa Hoài Thượng, chùa Trì Chùa và xin tặng cho Thầy Nhẫn Đức một bài hát là Du Lan Con Nhớ Mẹ, và xin tặng cho các quý Phật tử gần xa các tỉnh miền Đông và miền Tây, xin tặng cho là các quý Phật tử là nhớ nghe một bài hát này, mình sẽ thương nhớ mẹ mình nhiều hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân đêm nay soi sáng núi rừng thiêng liêng, tiếng chuông chùa ngân nga, có kinh giang động cơ thiền, Du Lan con nhớ mẹ hiền, ơn mẫu từ như biển hồ Du Lan là con trở về thiên sơn cấm, qua vào tiếng kể lời kinh chấm lại tâm hồn. Con xúc động trong lòng, ngài đã hiếu một kiện liên vì thương mẹ, bỏ mộng không hầu quy y Phật lo tu, được bách diện ngài cố kính công phu, nay đất đạo dùng thần thông về tìm mẹ. Chợt nhìn vào cõi địa ngục u minh thì hỏi ơi mấy biết mẹ mình đang chịu nhiều đau khổ, à.
cơm đi mẹ, mẹ ăn đi mẹ. Nhưng tại vì sao cơm quá lửa hồng, nhìn mẫu thân một kiền liên quá nỗi đau lòng. Nghiệp quả chi mà đầu đội đầy chậu máu, nghiệp quả gì mà mẹ ngồi giữa bàn trông. Một kiện liên dùng đủ hết phép thần thông, cũng không có cách nào cứu mẹ. Mẹ ơi hãy chờ con về Bách Phật để tìm cách nào để giải cứu mẫu thân. Phật mới bảo một kiền liên ông nên biết tội thân đời quỷ bám chư tăng, chà đạp gạo nên mới chịu nhiều đau. Rằm tháng bảy ông cũng dường lên tăng nhờ quê lực nhiệm sâu để giải cứu thân đời. Nghe qua lòng một liên hết não này, rõ ràng đi theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường mới cứu được mẫu thân. Thất nhiễm màu giờ tự tư cũng cháy tăng, rằm tháng bảy bao đền công an dưỡng dục. Một kiền liên cũng vì thương yêu sanh chúng, nên nhờ Phật từ bi tiết pháp chu lạng buồn. Lòng con sám hối bao tội lỗi con gây ngày xưa, bất hiếu với mẹ cha. Lòng con nguyện lo tu hầu hương phước duyên cho mẹ dưới cửa thiền, nhờ cúng dường trai tăng con nguyện cho bày bao đền công báo đáp, nhắc nhở ta trở lại cội nguồn. Hỏi những ai còn có mẹ có cha, hãy kính trọng thương yêu mẹ cha như ai vì Phật sống. Muốn đền ơn nghĩa sinh thành, chỉ có tu hành mới cứu được mẹ cha. Cũng xin cảm ơn những tràng pháo tay của các Phật tử, và xin chúc cho những nhà hảo tâm và quý Phật tử chúng ta càng tinh tấn niệm Phật và càng nhiều hơn nữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giọng hát của chú Nhật Cường quý vị thấy hát khỏe mà rõ ràng và hay quý vị. Cho thêm tràng pháo tay thiệt lớn nữa nha. Bài hát hay nhất là ý nghĩa thâm sâu á. Mình muốn báo ơn với cha mẹ chỉ có tu hành. Như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài là đệ tử của Đức Phật, tu hành chứng quả. Quan sát thấy mẹ của mình lúc còn xin tiền tạo nghiệp phỉ báng tăng bảo, và lấy gạo chà với bằng chân của mình, lấy bằng chân chà gạo, tội lỗi nặng nề, sát sanh hại vật, rồi hung dữ, tham lam, nhiều tội lắm. Bà đọ trong loài ngạo quỷ,
Ngài Mục Kiền Liên chứng quả nhìn thấy mẹ đọ trong lò ngạ quỷ. Ngài đem xuống một bát cơm mà dâng cho mẹ. Mẹ lúc đó ngạ quỷ đói quá mà gặp cơm mừng vô cùng. Bà lấy tay bà che cơm lại để bà ăn. Nhưng mà cơm đưa vô miệng chưa ăn được thì nó quá thành than lửa, nuốt không được. Cái lòng tham nó ăn không được. Nên ngày Mục Kiền Liên ngày về ngày bạch cùng với Đức Phật, phải nương vào cái ngày rằm tháng 7 để mà cúng chay tăng rồi tu hành để hồi hướng. Rồi bà chuyển được cái tâm tham của bà mới thoát được cái nghiệp làm ngạ quỷ. Hãy nhớ nghe không? Không phải là Đức Phật dùng thần thông mà đem cái loài ngạ quỷ này về cái cõi trời, không phải đâu, mà là dùng cái thần lực tu, tu mà đem cái công đức hồi hướng rồi bà thanh đề bà chuyển cái tâm tham. Vậy thì mỗi một người chúng ta nếu mà còn giữ cái tâm tham đó nghe, là cái nhân của ngạ quỷ. Vậy thì chúng ta nghe qua những cái câu chuyện ngày Mục Kiền Liên và thanh đề này phải nhớ rằng là chúng ta là làm con mà biết hiếu với cha mẹ mình. Nên trong kinh Phật mới dạy là không có một cái phước nào lớn bằng là hiếu với cha mẹ cả. Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất nha quý vị. Mình làm con mà có thể hiếu với cha mẹ mình, giúp cho cha mẹ mình biết niệm Phật, đây là phước lớn nhất đó. Nên những bài hát này cũng là những thông điệp mà cho tất cả chúng ta, ai cũng có cha có mẹ. Dù là cha mẹ còn sống thì mình cũng chân thật báo hiếu. Cha mẹ đã mất rồi thì mình cố gắng mình cũng là mang cái tâm báo hiếu và biết tu hành để hồi hướng cho cha mẹ. Và mình phải về thế giới cực lạc mới là báo hiếu cho cha mẹ được rốt ráo nghe quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Những đức mời chú hát bài hát bài ca người khiếm thị nè. Bài hát này rất là hay. Rồi chú hát bài hát nữa, xong tới chú Tường Văn thêm một bài hát ca cổ nữa. Tất cả những vị mà đến đây dự chương trình người khiếm thị này, quý vị coi qua chương trình này rồi hoặc về nhà mình nó bấm lên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, quý vị cho con cái gia đình của mình coi những cái buổi mà chúng ta mà tổ chức này nè, để cho người thân mình thấy rằng là trong cái cõi đời này còn nhiều người khổ lắm quý vị, mà ta vẫn biết tu hành nha, để cho biết đâu người thân mình ta cũng phát tâm, người ta nghe pháp nó biết tu nha quý vị. Mời chú hát nè. Lời đầu tiên thì con xin chúc thầy cùng quý chư tăng ni của chùa Tổ Đình Hộ Pháp cũng như là Phật toàn thể Phật tử và người khiếm thị trong đạo tràng hôm nay một lời chúc rất là tốt đẹp và một lời chào rất trân trọng. Dạ xin. Mẹ sinh con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý như sông dài, mặt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mặt con bây giờ không thể nhìn được bằng mẹ con. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng, chỉ toàn là bóng đen đều. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mặt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này?
còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được bằng mẹ con. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng, chỉ toàn là bóng đen còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này, còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Chị Nam Mô A Di Đà Phật. Bài hát này mỗi lần nghe là thấy hay quý vị. Nhưng Đức nhớ có một cô này khiếm thị nè. Cô sanh một đứa con cũng bị khiếm thị. Mà đứa bé này nó vừa khiếm thị mà nó vừa bị tật luôn, nó nằm chỗ lóc. Người mẹ cứ ôm đứa con ẵm, mà đứa bé thì nó cứ lắc lóc, mà nó cũng khiếm thị luôn. Thì quý vị biết rằng là người làm cha làm mẹ, dù là mình sanh một đứa con đẹp hay đứa con xấu gì thì cha mẹ vẫn hết lòng thương. Nhưng mà mỗi một người chúng ta đến thế gian này, cái cặp mắt là quan trọng. Nhưng người ta thiếu đi cặp mắt, mình có được cặp mắt, mình nên dùng cặp mắt này để nhìn cái tốt cái đẹp quý vị. Và mình nên thương người ta thiếu cặp mắt. Mình có đôi tay, mình nên dùng đôi tay này để làm điều tốt, để giúp cho những người ta thiếu đôi tay. Mình có đôi chân thì mình dùng đôi chân này đi đến chỗ tốt, để làm được việc tốt. Có những người người ta không có cặp chân, không có đôi chân, người ta muốn làm điều gì tốt, muốn đi đến người ta không đi được. Nên mình phải biết trân quý cái bản thân này. Mình còn có thể nghe Phật Pháp và mình có đủ lục căn. Nên là qua những cái thông điệp này để mà nhắc cho tất cả những người hiện tại ở cuộc sống này, quý vị nên gặp những người tật nguyền, nên chân thật mà thương người ta, giúp đỡ người ta. Đó là cái tâm tu phước và tạo phước. Và nên dạy con cháu mình tu phước nha quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Còn một bài hát cuối cùng này là chú Tường Văn nha. Mời chú Tường Văn lên hát bài ca cổ nữa, là bài cuối cùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính bạch sư phụ chứng minh, và kính thưa tăng ni Phật tử cùng các mạnh thường quân và đạo tràng người kính thị. Và con là Nguyễn Tường Văn, là hội viên hội người đồng bào thành phố Thịnh Biên Hòa. Kính chúc quý thầy quý Phật tử cùng đạo tràng kiến thị và những mạnh thường quân thân tâm thường an lạc, vạn sự các tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình và kết thúc buổi tu học hôm nay, Tường Văn gửi đến quý thầy quý Phật tử và đạo tràng kiến thị chúng ta bài tân cổ được mang tên Một Liên Tìm Mẹ. Cõi thiên trúc miền Tây Phương lạc cành chùa lôi âm giang dòng mây hồi chuông. Một nhà sư trong lốt áo nâu sòng đang kính cần quỳ dưới chân Phật
là một kiền liên sinh thành tâm đánh lệ. Chúc rắn từ bi thần thông quảng đại đệ tử sinh thành tâm phổ phục trước liên đại. Xuống điện Minh Dương để được đáp đền tình thâm mẫu tử. Bằng tăng qua mười cường
để tìm gặp mẫu thân cho tỏ lòng mong nhớ nẻo dương gian âm cành chia đôi đường. Đức Tăng Hòa Vương liền đưa một kiện liên vội vã lên đường kia, khi nghe những tiếng quan hồn một tử khiến kẻ tu hành xúc động lòng nhân kia. Nào kim thọ đao sơn biển lửa giạt dầu sôi, những hình phạt vô cùng khủng khiếp, nói băng băng nỗi lòng nhớ mẹ. Một kiền liên càng thâm thía càng trường, xin quỷ giả so hãy cho ta dừng bước lại, để ta nhìn kỹ một người đang thọ nạn giữa bàn châu. Ngọn lửa hồng đang thiêu rực toàn thân. Trời, trời ơi mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ của ta đang chịu những hình phạt vô cùng khủng khiếp. Mẹ, mẹ ơi con nè mẹ, mẹ con nghe con nói không, con là một kiện liên đây, con quyết lòng xuống đây tìm mẹ, dù qua bao nhiêu lao khổ nhọc nhằn. Có câu nhất nhân thành đạo cử quyền thăng, mong sao tội mẹ được tiêu trừ nghiệp chướng. Con đây đáp nghĩa sinh thành, trọn kiếp tu hành cho hồn mẹ siêu thăng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát A Di Đà Phật. Bài ca cổ Mục Liên Tìm Mẹ, chú Tường Văn chú hát dài mà hát rất là hay quý vị. Xúc động, một mình mà hát cũng diễn sức được luôn ha, đặc biệt thiệt. Mà trong khi chú là khiếm thị nè, rồi hai tay của chú không có nè, vậy mà chú đọc được những bài hát gì chú hát rất là rõ ràng hay. Lâu lâu chú đánh đàn đánh hơi chặt nhịp chú cũng hát bình thường luôn, đặc biệt thiệt. Nên quý vị thấy nên cho thêm vàng bảo tay thiệt lớn nữa quý vị. Bây giờ chương trình đến đây chúng ta chắp tay hồi hướng một cái, những đức sắp xếp một số chương trình tiếp tục. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Kiếp nhân sinh và nỗi sâu, ưu tư phiền não lẫn lo âu, luôn đến với ta hơn hạnh phúc. Phước lành may mắn phải tìm đâu, nơi đâu có sẵn sự giàu sang, có sẵn tình thương lẫn hòa hàng, giúp đỡ cho ta khi nguy khó, khi gặp nhân duyên làm bé bàng, bố thí đời nay tạo phước.
chỗ liền. Cho đi không phải là đã mất, còn mãi theo ta nghiệp thiên lành. Người hưởng bình an kẻ khó khăn, trong vòng sinh tử mãi trôi lăn. Tu cho hiếu đạo lời Phật dạy, hạnh phúc thiện nhân quả công bằng. Kiếp nhân sinh và nỗi sâu, ưu tư phiền não lẫn lo âu, luôn đến với ta hơn hạnh phúc. Phước lành may mắn phải tìm đâu, nơi đâu có sẵn sự giàu sang, có sẵn tình thương lẫn hòa hàng. Giúp đỡ cho ta khi nguy khó, khi gặp nhân duyên làm bé bàng. Bố thí đời nay tạo phước duyên, nhân lành gieo giống quả chỗ liền. Cho đi không phải là đã mất, còn mãi theo ta nghiệp thiên lành. Người hưởng bình an kẻ khó khăn, trong vòng sinh tử mãi trôi lăn. Tu cho hiếu đạo lời Phật dạy, hạnh phúc thiện nhân quả công bằng. Tu cho hiếu đạo lời Phật dạy, hạnh phúc thiện nhân quả công bằng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A